sử tại Wembley khắc tên nhà vua Tyson Fury. Tyson Fury đã chiến thắng trước Dylan White trong ngày sân Wembley ghi nhận lượng khán giả kỷ lục. Tyson Fury tự gọi bản thân là nhà vua. Hôm 24 tháng 4 thì nhà vua đã duy trì sự thống trị bằng chiến thắng thuyết phục trước Dylan White sau 6 hiệp đấu. Một trận đấu dễ dàng giúp Fury giữ vững chiếc đai WBC cũng như thành tích toàn thắng. Fury bước ra võ đài với tiếng hò reo không hớt của người hâm mộ. Thành tích ấn tượng trong suốt những năm qua đã giúp Gibson King trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của làng thể thao Vương quốc Anh và trở thành gương mặt đáng chú ý nhất của hạng nặng thế giới. Sau chuỗi 3 trận đấu đáng nhớ cùng Deontay Wilder, Tyson Fury đã trở về quê nhà để có lần thứ hai bảo vệ đai WBC. Quyết định này của Fury nhận được sự chào đón nồng nhiệt. 94.000 khán giả là con số kỷ lục trong một trận đấu quyền Anh của châu Âu, vượt qua con số 90.000 ở trận siêu đại chiến giữa Anthony Joshua và Vladimir Klitschko gần 5 năm trước. Xét rộng ra, đây là một màn so tài có lượng khán giả đông nhất làng boxing trong gần 30 năm qua. Vào thời điểm lên đài cùng cậu em nhà Klitschko, Joshua là ngôi sao số 1 của boxing nước Anh. Chiến thắng đáng nhớ trong trận đấu đấy giúp Joshua nâng tầm tên tuổi của bản thân. Ở thời điểm ấy thì Fury đang ngồi ngoài nghỉ thi đấu vô thời hạn do gặp phải vấn đề về tâm lý. Và sau 5 năm, vị thế của cả hai đã thay đổi. Joshua gây thất vọng với 2 thất bại trong 3 trận đấu gần nhất, không còn giữ đai vô địch thế giới. Ở phía đối diện, Fury gây chú ý với những màn trình diễn đáng nhớ liên tiếp. Chính Tyson Fury là người đã giúp lấp đầy sân Wembley. Ngay cả khi buổi cân trọng lượng, hàng dài fan đã có mặt để chờ đợi sự xuất hiện của Fury. Khi Gibson King bước ra từ đường hầm, đám đông fan hâm mộ không ngừng hô vang, tạo ra sự cuồng nhiệt thường thấy của các cổ động viên xứ sở sương mù. Nhưng với Dylan White, một tay đấm khác cũng đến từ nước Anh, lại phải nhận hàng loạt tiếng la ó. Trên võ đài, Fury dạy cho White bài học nhớ đời về cách di chuyển. Trong suốt cả trận đấu, White gặp khó trong việc tiếp cận và chỉ có vỏn vẹn 29 cú đòn chính xác trong suốt 6 hiệp đã chơi. Sau cùng thì Fury căn góc và tung thành công một cú đấm xúc. Dylan White ngã gục, cố gượng dậy sau đó nhưng lại đổ về phía trọng tài chính Mark Lyson. Người sau đó đã quyết định dừng cuộc đối đầu. Đây là thất bại thứ 3 trong sự nghiệp của Dylan White, đều đến từ những pha knockout. Dylan White cố gắng gặp Fury ít nhất có thể, đưa ra những phát biểu cực kỳ tự tin. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, chỉ mình Fury cho thấy sự thoải mái. Gibson King nhún nhảy, hát hò trong phòng thay đồ. Ở phía đối diện thì Dylan White im lặng, dán mắt vào chiếc điện thoại. Khi trận đấu khép lại, White lầm lũi bước về phía đường hầm, bỏ lại Fury cùng đám đông khán giả. Fury thì đã quá quen với điều này, chẳng cần sự hỗ trợ của đối thủ. Gibson King một mình đạo diễn cho phần trả lời phỏng vấn sau trận. Tay đấm 33 tuổi khẳng định sẽ giải nghệ theo như lời hứa với vợ. Tuy nhiên khi Francis Ngannou lên đài, Fury lại tỏ ra hào hứng với việc đối đầu với nhà vô địch UFC. Tất nhiên, đây sẽ là một trận đấu theo luật đặc biệt, không phải boxing. Điều đáng tiếc nhất với đám đông người hâm mộ tại sân Wembley chính là tuyên bố nghỉ thi đấu của Gibson King. Dẫu rằng trong quá khứ xuất hiện không ít nhà vô địch boxing nhanh chóng rút lại quyết định giải nghệ để trở lại võ đài, tất cả vẫn cảm thấy lo lắng trước viễn cảnh không còn được chứng kiến Fury thi đấu trong tương lai. Tyson Fury là tài năng hiếm có của quyền Anh thế giới, cao 2m06 nhưng di chuyển như một võ sĩ hạng trung. Hai lần vô địch thế giới, bất chấp sở hữu cơ thể thừa cân thấy rõ. Fury khiến tất cả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không ai biết giới hạn của Fury tại làng quyền Anh cao tới đâu. Đó là chưa kể cá tính đặc biệt của Fury, luôn biết cách tạo ra sự sôi động trong phòng họp báo. Một ngôi sao lớn cần có sân khấu lớn để thể hiện. Trước hơn 9 vạn người hâm mộ tại Wembley, Fury đã mang đến một show trình diễn đỉnh cao, trừ phần tự hát sau trận. Chiến thắng trước Dylan White giúp di sản của Fury tại làng boxing trở nên vĩ đại hơn và không ai muốn Fury dừng lại ở tuổi 33. Làng quyền Anh thế giới vẫn rất cần Gibson King. Theo bạn thì võ sĩ nào ở quyền Anh hạng nặng có đủ sức để đánh bại Tyson Fury? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Những thông
thống kê gây sốc sau trận đấu giữa Tyson Fury và Dillian Whyte. Trái với sự kỳ vọng về kẻ thách thức đáng gờm, Dillian Whyte chỉ trụ được đến hiệp 6 trước Tyson Fury. Cú móc phải cực mạnh của Tyson đã khiến đối thủ lăn ra sàn. Theo CNN, hơn 94.000 khán giả đã kéo đến chật kín sân Wembley để theo dõi màn phân tài cao thấp giữa Tyson Fury và Dillian Whyte. Toàn bộ vé được bán hết chỉ sau vài giờ phát hành và lập kỷ lục về lượng khán giả tham dự trận đấu quyền Anh nhiều nhất ở châu Âu trong thế kỷ 21. Kỷ lục cũ thuộc về trận đấu giữa Anthony Joshua và Vladimir Klitschko với 90.000 khán giả vào năm 2017. Danh tiếng của Tyson Fury và sự kỳ vọng vào Dillian Whyte với vai trò là người thách đấu đã khiến giá vé đội lên cao hơn hẳn. Ghế ngồi ở vị trí gần đài có giá lên đến 2.000 bảng Anh. Nhưng trái với sự kỳ vọng, Dillian Whyte dù có sự quyết tâm vẫn tỏ ra lép vế hẳn so với đối thủ. Với chiều cao 2m06 cùng trọng lượng 120kg cùng sải tay dài ngoằng lẫn kỹ thuật thượng thừa, Tyson Fury dễ dàng ngăn các pha áp sát của đối thủ và tránh né tốt. Những cú ra đòn của nhà vô địch WBC không tàn bạo hay đầy sức nặng, nhưng cực kỳ kỹ thuật khiến Dillian Whyte choáng váng. Và tới hiệp đấu thứ 6, võ sĩ 33 tuổi đã tung ra một cú móc phải khủng khiếp trúng vào mặt khiến Dillian Whyte ngã vật ra sàn. Võ sĩ sinh ra tại Jamaica gượng dậy được nhưng đứng không vững, suýt ngã luôn vào trọng tài, buộc trọng tài tuyên xử Tyson Fury thắng knockout. Thống kê của ESPN cũng cho thấy sự vượt trội của Fury. Anh tung ra 243 cú đòn với 73 cú trúng đích, đạt tỷ lệ 31%. Dillian Whyte đấm 171 cú với 29 đòn chính xác, chỉ đạt tỷ lệ 17%. Fury có 143 cú thọc, trúng đích 29 lần, đạt tỷ lệ 20%. Trong khi con số này của Whyte chỉ là 11%, với 8 cú thọc trúng đích trên tổng số 72 đòn. Ngoài ra thì Fury cũng có tới 47 pha ra đòn nặng chính xác so với 21 của đối thủ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Chiến thắng tại Wembley hôm qua giúp Fury tiếp tục giữ đai WBC và nâng số trận thắng trong sự nghiệp lên 32 trận. Kể từ khi chuyển lên đánh chuyên nghiệp, anh đánh 33 trận và thắng đến 32, 23 trận knockout, hòa 1 và chưa thua trận nào. Tyson Fury đã đánh bại rất nhiều tên tuổi của làng quyền Anh hạng nặng như Vladimir Klitschko, Derek Chisora, Ostowalin, Deontay Wilder và bây giờ là Dillian Whyte. Anh cũng là võ sĩ hạng nặng duy nhất sở hữu tất cả các danh hiệu WBC, IBF, WBA, WBO, IBO và The Ring. Sau khi giành chiến thắng, Tyson Fury tự tin: "Hôm nay, Dillian Whyte không đấu với nhà vô địch thế giới vì tôi không phải là nhà vô địch mà là huyền thoại của quyền Anh, thật vậy. Các bạn không thể phủ nhận điều này, tôi là võ sĩ hạng nặng giỏi nhất từ trước đến nay. Dillian Whyte là một võ sĩ giỏi, thực sự là một sự thử thách. Nhưng tôi đã nói trước trận, anh ta sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Không ai và không bao giờ. Tôi đã chứng minh điều đó đến 5 đến 6 lần rồi." Đánh giá về trận đấu này, cựu võ sĩ hạng nặng David Hayer, người ủng hộ Dillian Whyte lên tiếng, cho rằng Whyte không thể hiện được sức mạnh và xuống sức quá nhanh. "Hiệp đầu tiên không có quá nhiều ấn tượng, tôi không cảm nhận được cường độ và sự sức mạnh đến từ Dillian Whyte. Anh ấy ra đòn chậm, trong khi Fury rất nhanh. Có vẻ như Whyte đã xuống sức quá nhanh, anh ta thở hổn hển và Fury như đang được thể để thư giãn. Trước trận đấu này, Tyson Fury khẳng định đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình. Anh giữ lời hứa với vợ và sẽ giải ngoại. Tuy nhiên không chắc Tyson Fury sẽ giữ đúng lời hứa khi vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Và anh vẫn có khao khát có một trận đấu để đời với Oleksandr Usyk. Sau khi hạ Anthony Joshua, võ sĩ người Ukraine Oleksandr Usyk đang là người thâu tóm các đài IBF, WBA, WBO và là đối thủ được đánh giá lớn nhất, đủ sức hạ Tyson Fury. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.